DJ và bia miễn phí tại PSA Beach Club. Và đặc biệt hơn thì chúng ta sẽ có xe buýt miễn phí đưa quý vị và các bạn đến với dự những buổi tiệc miễn phí trong tối hôm nay. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ qua những sự kiện. Vì một võ sĩ với một chiều cao lý tưởng, không lý tưởng là những đồ
Thưa quý vị, chúng ta là một giải đấu cho phép một môn phái thi đấu trên võ đài. Tuy nhiên thì cũng có những quy định riêng chúng ta cũng phải dùng trên võ đài. Rất tốt. Thì thi đấu chúng ta chỉ sắp cái góc lên như là trận đấu. Còn 3 giây nữa thì thi đấu xong anh thôi. Nhưng mà chúng ta là thi đấu rất tốt. Chúng ta liên tục có những đòn đánh. Nhưng mà